em được chờ người yếu. Đây lên đây. Lên quán đây này, đây là quán ngay trên này, khoảng 4 năm mình nha. Trên này. Ừ. Quán này trước anh em mà. Nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay. Khi tôi lạc lối không còn điểm dừng thì anh là người níu tay tôi lại cạnh bên. Chỉ một mưu cầu có được chi kỹ đến lúc bắt đầu. Ít năm đấy, nó phải dần lấy sao được này. Giờ lên mà mua là nó bắt bún thì không cháo mà nó ăn. Ăn cháo rồi. Cháo ở nhà mua hai lần đều không ăn, mất bứt nhà. Em mua là nó bắt cỡ. Với đấy có mấy ông thấy ông nào kiểm tra rồi. Thấy cũng đưa hơn. Đây ở ngay đây có quán cháo này, cháo vẫn ấy này. Bên phải. Quán này trước anh hay ăn mà. Ôi ơi. Ôi. Ôi. Em ơi, đi cô nào. Rồi. Em ơi, đừng cạnh nhau đi. Thôi em ơi. Cái thôi, cái hơn. Này thôi. Đúng rồi. Cái không? Đúng rồi. Làm gì chúng mày này anh gì? Đừng nói chuyện được nữa. Từ bây giờ ấy. Mày đánh tao. Bút về. Từ bây giờ tôi đánh tao. Tao không phải bình thường. Bắt được rồi. Sao? Thôi em ơi. Mày đánh thế thôi. Mày đánh phạm chứ. Thôi. Thôi đặt đâu. Mày nghe này. Thôi này đánh. Mày 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 đi cửa. 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 Mày mày đánh nó làm gì nữa mà. Nó làm gì đâu mà mày đánh nó. Có chó đi bài. Đi hết cười. Mình đâu rồi? Chó chịu người. Chịu người. Chịu người. Đúng rồi. Mày đánh thế thôi em. Ba con chó em về. Thế nào? Mày thằng kia chạy hết rồi đi. Bố cho mày về nhà bố mày ơi. Đừng vinh lắm. Đánh nó mấy cái thả nó về thôi em ạ. Lấy bảo bác làm cho bát cháo xong đi về luôn. Bố vinh nào. Bố mới xem à? Đi nào? Thằng em trai bỏng này. Gọi thằng anh mày ơi. Điện thoại mày đâu? Gọi thằng anh mày ơi. Điện thoại mày đâu? Mày bố mày ai? Em ơi, đánh nó mấy cái thôi, ông thả nó ra nhá. Không à? Bố ơi, chiếm quẹt này đây. Bánh mồm ra, con chó ơi. Bánh mồm ra. Mình ngông nghênh với ai? Mình ngông nghênh với ai? Mình thấy hiện với ai? Mày
Dương ơi, mà thôi, nếu đánh thế thả nó ra đi. Không cho tôi vào đấy. Thả làm sao được anh? Bây giờ mày đánh Dương thì nó. Chẳng đôi là về nhà. Đó là đôi là về nhà. Bây giờ lại cháu đi đi. Rồi, rồi. 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 Thôi. Mày đánh như thôi em ơi. Mày đánh vừa. Mày vừa. Mày chửi không? Con chó này. Mày không biết là đang giúp được chết à? Hả? Mình với ai? Mày chửi ai? Hả? Ừ. Này, đạt ơi. Con này. Anh bảo mày thôi rồi mày cứ. Đạt. Rồi. Đi lấy cháo rồi đây. Đi theo các bố. Ông lên dưới ông chó này đi. Ô, mày mang đi đâu? Mày ép vào về. Thôi, thằng này. Đánh nó thế thôi anh. Tránh ra. Để ép rồi. Đánh nó thế thôi. Mày mang nó về. Mày ngồi yên đâu? Mày ngồi yên đâu? Bố bảng cái này. Ngồi yên đâu? Ngồi im. Bố cho nó ra đi em ơi. Bê anh bảo này. Không được. Bố mày. Anh đừng nói gì hết. Đi này, anh lên. Bố nó ra. Mày giữ nó làm gì? Mày ngồi yên không? Hả? Mày anh cảm ơn mũi ta. Anh bảo mày thế đâu. Mày làm sao? Thôi. Con chó này. Bảo như thế thôi mà. Anh áo im thôi. Bố nó chịu quá đầu mày không? Con em hôm nay anh cản đi. Anh đừng bước chân nhà em được không? Mày giữ nó làm gì? Anh bảo mày đánh nó thế thôi. Đánh nó thả nó ra. Giữ nó làm gì? Bó đầu xuống. Bó đầu xuống. Nào mình không đi. 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 Hạ chân xuống. Đi. Dịch ba bố ngồi. Cháu lấy chưa? Lấy rồi. Bố em chỉ nói thế thôi nhá. Anh tự biết đi. Nhưng mày mang nó về làm cái gì đâu em. Tốt nhất em nói thẳng với anh. Anh đừng có cản bọn em. Có đâu nếu anh cản thì anh đừng có bước chân xuống nhà em nữa. Mày cứ về đi. Thôi thằng này, mẹ đánh thế chứ giá nào. Đánh thế chứ giá nào, nếu không mày mang ở bên kia. Thôi em ơi. Thôi bắn lên mồm mày không? Thôi. Phải đánh mà. Thằng này rách qua này. Bố cháu đi về đây. Về đi. Thằng này bố lao quá mà. Nó dăm cái mà mặt đó. Chúng mày đưa nó gấy thì bắt ba đi về. Anh đi. Mày cứ về đi. Tao về sau. Ngoài đừng đánh ở đường. Không nghĩ mang nói cả đừng đánh ở đường ấy, đánh ở đường người ta nhìn thấy người ta đấy cho. Mày thấy không? Mày không nghe à?
Thôi đừng đánh ở đây nữa, bây giờ mày mắc đâu, mày đánh ở đường, người ta đi qua đi lại, người ta nhìn thấy mày. Em không có nhiều đâu anh. Người ta bảo mày, anh bảo mày tốt, mày bây giờ mày thấy đầy đường. Người anh tốt, cái dòng tốt đấy. Ai nhìn vào em như nào cũng được, có đâu họ không biết gì về em, kệ mẹ họ đi. Rồi là về, người ta ở đường, người ta nhìn thấy mày. Có đâu việc của em, anh xí vào làm gì? Xí đi đâu? Đi về đi. Anh xí vào việc của em, anh đi về. Tiếp nha anh, con chó này hôm nay nó đố mới chạy được, biết chưa? Nên chúng mày thả bố ra. Lôi nó về cho anh. Đi đi. Chó ấy. Đứng lên. May mắn hôm nay chó này biết được. May mắn biết chưa? Mày nhớ chưa? Mày nhớ chưa? Đi. Bảo bố rồi đã. Còn thương bố mới cho mày biết nhá. Còn chó lúc mày chết. Cái mồm mày ơi. Vẫn đéo rồi ngậm được mồm lại. Ngồng đi ngồi. Mẹ cha mày. Đây, ngông anh nghênh. Em đi. Ngông nghênh. Yeah. Dạ. Hai bố mình bế hả? Con chó này. Đi. Bao nhiêu dân người ta đi này. Người bố mình đó. Bao nhiêu dân mình nhanh nhanh lên. Nào, lên xe. Lên xe. Con lợn. Quay vào. Đây này. Cái có về hay đứng đây? Mày đi ra đi. Ba, tao theo sau.